Đâu? Để vẽ cho, để làm nhá. Cách 3,5 mét. Đâu? Đào hố. Hố 30. Hố 30. Đó. 1 mét. 2 mét. 3 mét. Đâu? Đánh dấu. Đánh dấu thôi, đánh dấu chéo. Chị thập. Ừ, 3 mét, cây 3 mét. Cây 3 mét. Đấy, chéo chéo là được rồi, không cần phải vạch thành lỗ cho anh để. Đấy. Đấy, trồng một hàng cây. Một hàng cây xưa. Cây là 3 mét nhá. Đào hố vuông 30. Đấy, đã xong một hố. Đây là anh thanh niên sinh viên nghỉ Covid ở nhà trồng xưa. Hai mẹ con trồng xưa. Ba mươi. Đấy. Có gành đấy. Cũng cuốc đất này cũng là rất là vất vả. Gạch cũng phải cuốc. Thế mới gọi là đào hố trồng cây chứ. Người ta còn đào tiếng đồng hồ mới được một hố. Đấy. Đây là trồng cây xưa. Trồng cây xưa đỏ. Đấy. Được 30 chưa? Sâu thêm tí nữa. Sâu thêm đấy, sâu ạ. Thôi không cần rộng mà sâu thêm tí nữa. Ở đất đồi, đất bãi này là phải sâu thì trồng xong nó còn đọng nước thì cây nó mới tốt. Như ý là sau khi ta vùi xong nó vẫn còn phải trũng hơn mặt đất thì cây sẽ tốt. Được không ạ? Thôi chỗ cứng rồi. Đấy, được 2 hố rồi. Tiến hành hố thứ 3. Ở đoạn vườn này thì chỉ được 4 hố thôi. Đoạn vườn này được 4 hố. Vườn này hơi chật. Đã có một số cây rồi cho nên là không trồng được nhiều. Đào hố xong ta tiến hành rắc mỗi hố một nắm NPK. Rắc mỗi hố một nắm NPK xong đó là ta sẽ cho cây giống để trồng. Đây là công đoạn đào hố. Đào hố là vất vả nhất. Đây là đất bãi đồi cũng tương đối cứng. Nhưng mà mới mưa xong cũng mềm thôi. Được rồi. Đấy, hoàn thành được 3 hố thẳng hàng. Còn hố nữa. Đây còn hố này nữa. Đấy. Rất cứng. Đất đồi rất cứng. Đi. Được rồi. Thôi được rồi, 30 rồi. Bây giờ ta tiến hành đi lấy cây giống. Cây giống đâu? Đây cây giống đây.
Đây là cây sưa đỏ. Đúng. Đấy. Cây này trồng mùa nào trồng cũng được. Mùa nào trồng cũng được. Đấy. Sau khi giải cây giống xong thì tiến hành trồng. Đấy. Các bà con và các bạn cứ lần lượt trồng như thế này, hết một quả đồi hàng hecta thì nó sẽ vài ngày, còn một xào một mẫu thì cũng nhanh thôi. Bây giờ tiến hành trồng đi, tính đâu. Mệt rồi, quốc mệt chưa, đâu đây, tất tiến hành trồng từ đầu này đấy, bỏ ấy ra, bỏ tí bóng ra. Đấy. Trong là phải bóc tí bóng ra nhá. Sau khi lót một nắm NPK ở dưới thì ta tiến hành trồng. Đấy, giờ cho đất nhỏ vòng quanh. Trồng sưa rất đơn giản, không phức tạp như là một số cây khác. Nó cũng như trồng cây lâm nghiệp khác thôi. Như trồng cây bạch đàn. Ừ, cũng như bạch đàn, mít keo thôi, không có gì là phức tạp lắm. Đào hố 30-30 này. Trồng thì đấy, giờ lấp đất thì cho những cái đất nhỏ trước. Lưu ý là sau khi lấp đất xong thì nó phải trũng hơn mặt đất. Đấy, thế là được rồi. Chứ không nắm đất này. Tại vì đây là đất đồi, dẫm. Lưu ý ra đấy, trồng xong là phải dẫm chặt. Đấy, thế là đã xong hoàn thành một cây. Một cây như thế là trồng xong. Thôi thì bà con và các bạn cứ xem chúng tôi hướng dẫn trồng như thế là sẽ trồng được một những cây sưa rất đẹp, mà chỉ cứ thế này trồng cho đến khi nào xong thì thôi. Cuối cùng chúc bà con và các bạn sẽ trồng được những vườn sưa, những cây sưa đẹp mà cho giá trị kinh tế cao. Chào bà con, chào các bạn. Các bạn xem video hãy đăng ký kênh, chia sẻ để được xem các video tiếp theo.